Kế hoạch năm 2019. Kế hoạch năm 2019. Kế hoạch năm 2019. 7. Du lịch nước ngoài. 7. Du lịch nước ngoài. 7. Du lịch nước ngoài. 8. Học ngoại ngữ tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Anh. 8. Học ngoại ngữ tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Anh. 8. Học ngoại ngữ tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Anh. 9. Một tháng kiếm 100.000 đô, ha ha ha. 9. Một tháng kiếm 100.000 đô, ha ha ha. 9. Một tháng kiếm 100.000 đô, ha ha ha. Du lịch. Ngoại ngữ. Học. Kiếm tiền.